Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dương Tử bất ngờ công khai người yêu, đối phương được nhận xét là hoàn hảo nhưng vẫn có điểm trừ. Có nguồn tin cho biết Dương Tử sắp công khai yêu đương cùng một mỹ nam. Ở thời điểm hiện tại, Dương Tử đang là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất lứa tiểu hoa 9X của showbiz. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tốt giúp cô nàng được rất nhiều lòng khán giả và các nhà sản xuất phim. Đặc biệt sau thành công của Hương Mật Tự Khó Xương và Cá Mật Hàm Mật, phim của cô nàng càng được bảo chứng về khoảng người xem và khả năng bạo. Hiện tại Ngòi Thanh Trăm Hành đang bị đắp chiếu nằm kho. Dương Tử Có Trường Tương Tư đã quay xong, Chờ Lên Sóng và 199 Tình Yêu đóng cùng Phạm Thừa Thừa đang quay. Mới đây có nguồn tin cho biết nàng Tiểu Hoa sắp nhận vai chính trong dự án phim Đích Mưu. Lần này Dương Tử sẽ hợp tác đóng chính cùng Đàn Kiện Thứ. Trước đó Dương Tử và Đàn Kiện Thứ đã cùng đóng chung phim Trường Tương Tư. Trong phim cô nàng đảm nhận vai chính, trong khi đó sao nam họ Đàn chỉ đảm nhận vai nam ba mà thôi. Nếu việc tham gia Đích Mưu là thật vậy, đây chắc chắn là bước tiến rất lớn của anh chàng trong sự nghiệp. Trước Tương Tương Tư, Đàn Kiện Thứ tạo dấu ấn mạnh mẽ khi vào vai nam chính trong bộ phim Lạp Tội Đồ Giám. Đây cũng là một trong những bộ phim đạt thành tích cực cao và gây sốt màn ảnh nhỏ năm 2022. Anh chàng được nhận xét là có diễn xuất tốt, có thể cân được nhiều dạng vai diễn khác nhau trên màn ảnh. Tuy nhiên, có một điểm khán giả cảm thấy lo lắng chính là việc chiều cao của Đàn Kiện Thứ khá hạn chế. Dân tình lo ngại khi đóng cặp cùng Dương Tử, cặp đôi sẽ khó tạo che mít trai vì chiều cao xem nhau. Tuy nhiên, hiện tại có rất nhiều cách để ăn gian chiều cao, nên vấn đề này không quá khó. Thông tin Dương Tử và Đàn Kiện Thứ cùng tham gia Đích Mưu càng được tin tưởng hơn khi tác giả của nguyên tác đã nhắn theo dõi hai ngôi sao này. Hiện tại, dân tình đang chờ cặp đôi lên tiếng xác nhận. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.